Hôm nay sẽ đến video thứ hai của ngày làm việc tận với Tề Media, nhưng mà mình sẽ ghép lại thành nhiều ngày. Tại vì mấy ngày hôm trước mình kiểu quay dở ưng ấy, mình chưa quay được xong hết. Nhưng hôm nay ta sẽ là sự kết hợp của 3 ngày lại là một. Tại mấy hôm nay mình bị ốm nên mình không có làm cái liên tục. Đó. Nơi mọi người phải cất giày dép và đứng chỗ nha. Không cất bệnh phạt. Sài Gòn cái gì? Vừa đi về rồi, đã đi massage thôi. Cái gì nữa? Cháo thỏ à? Sao bát đũa đâu ra này? Nó không dẹp bát đũa này đi à? Không chào cậu à? Chào, không dám. Đi làm láo thật. Thế hình là mình vừa edit xong clip Pocophone. Bạn thấy đỉnh cao mình không? Bên mình sắp tới là thừa editor rồi. Dũng tính sao em? Tính Tú. Mới là Tú. Tú im lặng đồng ý. Tú kìa. Thằng Dũng bảo đuổi việc ngoài kìa. Gì có? Bên mình sắp thừa editor, thằng Dũng bảo đuổi việc ngoài. Thì thôi em lên làm sếp cũng được. Xong rồi em sẽ đổi A thì đấy là chủ của em đúng không? Thì anh em là chủ tịch hội đồng quản trị cái gì? À. Anh với anh tao bảo hội đồng. Chèn cấu hình Dũng. Dũng. Anh quản trị nào rồi? Chiều mới có sự kiện cơ mà. Mày cứ làm xong thì mày vứt đấy thì mày thích làm thì mày làm. Đúng thật. Tao cho Linh Trần lên làm sếp mày được. Làm việc đấy, lúc đấy Linh Trần bắt ăn đồ đủ không còn thiệt giống ông ấy thì ai mà ăn được. Và thấy không? Ở đây là nội bộ rất hay lục đục cãi nhau. Giờ mới việc hết rồi, tuyển người mới. Đầu tiên là thằng Dũng. Đúng rồi. Thằng mẹ gây mất đoàn kết nội bộ và nghi ngờ lẫn nhau. Bắt đầu từ thằng Dũng này. Đó. Rồi, chèn cấu hình. Chèn gì để biết được chèn nào? Bây giờ chèn đây. Cấu hình đúng không? Đây là thông số của riêng con này. Thông số tổng của con này, nhiều phiên bản. Cái này chèn cái lùn nữa. Màn hình à? Không, hình như thế, nghe lại xem. Cái này là chèn camera này. Cái này chèn sạc. Quick charge với pin. Cái này làm hiệu ứng loa đầu đít. Loa kép à? Ờ, rồi đấy. Đó, làm nó phải nhanh nguy hiểm đấy. Mày. Thôi. Còn đây là Pajo. Sáng đến rồi uống một viên vitamin E để cho bổ mắt. Còn mình thì chỉ cần nhìn thấy Pajo là đủ bổ mắt thôi. À đây vitamin E. Đây có chắc là vitamin sau 260k. Rẻ đấy. Còn đây là thằng Lâm Thồn. Đến từ kênh Nấm Nấm. Em chỉ có khoảng độ 220.000 phút xem nữa là em mở được kiếm tiền YouTube. Đấy là được mở thôi. Sau đó mình còn phải đợi khoảng mấy tháng trời nữa cơ con ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lâm Nấm nha. Mình đang lắp để mà cho bạn xem này. Ồ, vãi cứt. Mình tin là khoảng 1 năm nữa các bạn sẽ được thấy cái sản phẩm này của nó. Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ 2 của vlog được các bạn. Vì hôm nay bọn mình được ăn một cái món rất là đặc biệt và nhiều thành viên hôm nay rất là đặc biệt. Đây hôm nay là bún chờ mắm tròn trong cái kênh gặp của anh Trọng. Anh ơi, em đố anh dùng cái này để đánh son xong anh tung đăng. Một con đăng. Ô, thầy ngày trước là tôi đi ăn bún đậu mắm tôm xong có hôn người yêu luôn mà. Đồ, mặn luôn. Không, hai đứa thì cùng đi ăn mà cùng ấy. Bạn ấy là một thành viên không ăn được bún đậu mắm tôm nên mà phải bịt mũi lại bằng. Các bạn biết là giấy này là giấy vệ sinh và giấy vệ sinh chùi vào cái gì và đút vào cái gì. Dũng Hoan ơi, phải tắt ra này cho đỡ mùi bún đậu. Ờ, người tắt là hợp lý. Dũng Hoan à? Vâng. Mày đâu? Lại đi ăn vịt à? Gọi cho Nhài đây. Đây, thành viên này thì không ăn. Tại vì là đang đến tháng, sợ ăn mắm tôm vào thì nó sẽ đổi thành màu tím. Nên mà không ăn. Đây, còn ai không ăn mắm tôm trong phòng này không? Giơ tay mà. Chi sao không ăn mắm tôm? Hả? Vì nó thối á? À, của em là mắm tôm là thối. Cúc hồn cúc túy đấy. Linh Trần là không ăn là cái chắc chắn rồi. Linh Trần với lại thằng Trung Anh này là hai anh em thân thiết nhau này. Linh Trần không ăn gì thì Trung Anh không ăn cái đấy. Phải dù ăn mắm tôm không? Có bao giờ thấy Linh Trần ăn trưa đâu? Có. Quang thì sao? Linh Trần người đông gia đình ạ. Bao giờ em gì ăn gì em ăn đấy. Bao giờ ăn gì em ăn đấy. Bao giờ không ăn chính mình không? Bao giờ ăn anh đấy em ăn đi. Đợt sau cứ đòi mẹ. Bún đậu mắm tôm này là nhà làm các bạn. Đây là ngon như nhà làm. Ừ. Đây là đậu, đây là bún, kia là mắm tôm, thế là đủ rồi.
có rồi nhỉ? Có. Cho tí đường. Ô. Anh ơi làm miếng. Vãi. Đúng. Làm miếng. Da đen mà lại không ăn mắm tôm. Này. Hôm nay làm cho trend rồi, Thảo làm. Ok nào. Đúng. Zero. Ok. Xin chú anh, chú anh. Chú anh. Vãi chú anh. Em nhìn này. Zero. Làm đấy. Đây anh chỉ cho. Đây này mọi người nhìn anh chỉ chị Thảo quay lên. Đây nha. Tay như này đúng không? Xuống như này. Các bạn nào chưa biết thì chỉ đây. Không phải như thế. Thật, chỉ thật. Đây, như này. Cho tay xuống. Cho ba ngón tay xuống, rồi. Úp ngược lên làm sao? Úp này lên. Xòe tay ra. Rồi sao? Lật ra này, đây. Để như này trước mặt. Đó. Đây, như này này. Này. Này nhá. Cho xuống đây. Cho xuống. Ngược lên, mở ra. Ngược lên thôi, ngược lên như này. Ngược lên, mở ra, là xong. Xuống. Không được. Tại vì sơ hóa cơ đến ta. Đây nha. Bình thường người ta sẽ làm mày đúng không? Nhưng mà chỉ cần nào cho mình không cho lên nữa mà cho xuống. Thì mình gửi ngược lại. Để lên thôi. Có đừng quay được. Trò mới. Lại nào. Rồi, như này rồi. Đây 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 đây. À. Cầm hộ anh cậu anh. Trò này á. À. Anh làm trò này không? Thợ săn. À đâu con thỏ. Con thỏ, thợ săn. Thợ săn được con thỏ. Ừ. Xong rồi lại. Xong rồi lại. Lúc. Còn cái trò tay quay ngược ấy hả? Bình thường là người ta sẽ quay như này. Quay như này. Bây giờ mình quay như này. Đây, đổi lại này. Đấy gì? Đấy, để quay cùng chiều nhá. Quay ngược chiều nhá. Bây giờ em quay một tay ra một tay nào. Thế một tay vẽ chữ O, thế anh vuông hay mà. Đầu dòng có O quả nhiên. Đấy. Cái này là ba điều Bác Hồ dạy khi mà quăng đùn cái lập đảng ấy. Mình mới vào đây đây mới là cấp này bút măng non thì làm sao mà quay được. Do mình ăn mắm tôm nên bọn mình mỗi người phải làm một cái gì đó được khử mồm. Kem, nước, bao cao su hoặc là bú bao cao su. Hai thằng nhìn nhau ôm xong là bú kìa, mẹ cạn rồi. Ru update xong rồi kìa. Làm án ru nào. Hôm nay mình bị ốm nên thành ra phải đi về sớm, hiện tại đã sốt mất rồi. Có một số bạn thành viên mới nữa, hôm sau có vlog thứ 3. Các bạn được xem các thành viên mới tại Vật Vờ Studio.